am you with I love you. Dần 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 buồn, dần Hello, dần 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 buồn. Hello anh em, hello mọi người nhé. Anh Bo làm content nhím với lại Xin á. Nhím với lại Xin là kiểu là thỉnh thoảng lâu lâu rồi chơi chung với nhau rồi chọc chọc chiêu chiêu vậy thôi, chứ anh cũng đâu có biết thằng Nhím là nó có yêu hay là không đâu em. Nhím bây giờ kiểu là đang tìm một cái người mà đúng gu nó mới yêu em à. Nhím nha, Nhím nhìn nó vậy đó, kiểu lạnh lùng, nhưng mà anh này, anh là một người tuy là không có sống chung nhà với Nhím nhưng mà anh là một người cũng gọi là một phần nào hiểu Nhím ấy. Cảm ơn Sam nhé, cảm ơn em rất nhiều nhá, cảm ơn Tờ. Thằng Nhím thì nó bị kiểu như thế này, nó mà kiểu mà nó không yêu ấy thì nó sẽ rất là lạnh lùng nhá. Khi mà yêu vô ấy, khi mà yêu vô một cái rồi thì điểu kiểu là giống như là cái cô gái đó là cả thế giới của bạn, của thằng Nhím vậy đó. Đấy, đó là kiểu là bây giờ mà thằng Nhím mà nó yêu vô là anh em cảm giác giống như anh Sa đấy. Anh em thấy anh Sa không? Từ khi mà anh Sa mà có người yêu là anh Sa mất tích trên mạng xã hội luôn, mất tích bạn bè luôn, đúng không? Con Linh nó nhắn tin đã xem không trả lời, bụt nhắn tin đã xem không trả lời, đấy y gan anh Sa vậy đó anh em, mà mất tích luôn đấy. Nhưng mà Nhím kiểu thích như thế nào á, sự gu Nhím dễ mà, gu gu của Nhím mà anh em mà xem Nhím livestream là từ từ anh em biết gu Nhím như thế nào à. Xinh, ngon, dâm, cài bọc trơn. Nói chứ anh cũng không biết nữa, bạn anh kiểu là chỉ tiêu nó cũng phải cao hơn xíu, nhiều khi nó cũng kén chọn nhưng mà cũng đúng mà. Bây giờ kiểu cũng mấy lúc nhậu với nhau, thằng Nhím nó cũng có tâm sự với anh là bây giờ là nó không có muốn quen linh tinh nữa, quen mà kiểu mai đây mai đó nữa. Thằng Nhím kiểu là nó sẽ tìm một người nó tìm hiểu, mà xong một thời gian mà yêu nhau mà thấy được á, là cưới con mẹ à, mình lừa anh sinh con lừa anh, đúng như cái tâm vọng của nó đây nè. Tôi nhớ hồi bữa tôi nhậu với nó mà, mấy lần tôi nhậu với nó tôi nói ủa Nhím ơi, dù gì mày cũng kiểu là mày chia tay cái cuộc tình kia là cũng gần một năm mấy 2 năm trời rồi, nhưng mà tại sao mày đéo có người yêu? Sao nó nói là sao mày biết bố mày đéo có người yêu đấy. Xong cái tôi mới khều, tôi nói đâu 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 đâu, nói nghe nào. Cảm ơn Aerobot nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Gu nhi dầm là có cu phải không anh? À kìa, nói tào lao bắt chỏ mày, giờ mày nói biết bao nhiêu lần rồi, chỉ có tao giỡn với thằng Nhiếm thôi, anh em không có được giỡn với thằng Nhiếm, giỡn như vậy là vui lắm. Quá mày nói biết bao nhiêu lần rồi, tao nói rồi đúng không, chỉ có tôi giỡn với thằng Nhiếm thôi, mấy ông đừng có giỡn nữa, mấy ông giỡn như vậy vui lắm rồi sao, đúng không? Cay quá. Không, nhưng mà đừng có chọc nó BD nữa anh em ơi, đừng có chọc nó BD nữa, để mình tôi thôi. Tại vì sao anh em biết rồi, đừng có chọc nó BD nữa không? Thì cái lúc mà đi đá bóng ở ngoài sân Giáp Nhất á, xong mày có mấy thằng vô kiểu anh Nhím BD cho em xin tiểu tấm hình đấy, anh Nhím BD cô bé, mà kiểu ngoài đời nói chuyện như vậy thì nó hơi quá. Thì tôi với Nhím mà kiểu ngang hàng với nhau, anh em trong team thì giỡn vậy nó bình thường, anh em hiểu không? Đấy, em thích anh Nhím lắm, Nhím lắm cơ, sao em không thích anh mà lại thích anh Nhím? Trời đất ơi, anh nè, anh không được cái điểm nào nói gì để anh sửa hả? Cái điểm mà anh không được nhất là anh có người yêu rồi, đúng không? Đúng không? Hay sao? Hay như thế nào nè? Sao không thích anh? Trời đất ơi, bồ có chị Trân hả? Ủa vậy sao tụi mày nói là đẹp trai giống như tao là xứng đáng có hai vợ ba vợ, tụi mày tệ dữ vậy? Trời ơi, được cái miệng không mà. Má trời ơi, nhắn tin trên Facebook rồi comment trên Facebook tưởng đâu hay lắm, đẹp trai như anh bồ xứng đáng có hai vợ à. Nó không, mấy thằng kia là không, đẹp trai như anh bồ xứng đáng có ba vợ à, không, đẹp trai mà kiểu mà xấu giống như anh bồ nó xứng đáng 5 vợ. Trời cũng tụi mày nói không mà đó, giờ sao tụi mày gì kỳ vậy hả? Gì kỳ vậy? Cảm ơn tờ vún nha, cảm ơn em rất nhiều nhá. Trời đất ơi, cứ đô nét kim cương như thế này ngại lắm. Bột đâu á? Bột hình như là trên tầng của anh Chip ấy, tại vì tôi livestream nên là không có chơi với bột được, nhưng mà tí nữa có gì anh em thông cảm là tầm 9 giờ tôi nghỉ tôi đi ăn với lại bột với lại ai thì mấy ông cũng biết rồi đó. Đấy, ai thì mấy ông cũng biết rồi đó, tí nữa 9 giờ là tôi nè, Nhiếm nè, một số anh em nữa với lại bột nè, với lại anh Chip nè, với lại ai nữa thì mấy ông biết rồi đó. Chứ hôm nay giờ nói thêm ra là tí hon thì nó kỳ đúng không anh em? Tại vì tôi hứa là tôi không có chọc nữa rồi, lại giờ nói ra nữa thì nó kỳ. Cảm ơn Aerobot nha. Đẹp trai như anh xứng đáng phải BD mặt cười. Quánh mày chết mẹ mày, giờ cái mày dạo này không được vui tính như ngày xưa nha. Dạo này tao không có hiền nha mày, dạo này tao khó tính rồi đó. Trời đất ơi, mày không nghe hả? Quánh mày chết mẹ mày, giờ mày gạt khỉ không?
Lẽ ra xứng đáng cả chục người vợ cơ, nhưng ị đùn thì thôi, bỏ qua vấn đề đó đi nè. Cái đó là mới sự cố đó mày hiểu không? Mà anh em có muốn nghe lại câu chuyện, tại vì sao? Không phải là ỉa trong quần, mà cái đó là sự cố thôi, sự cố. Nó là cái lúc mà tôi chứng, hay tại vì á, cái lúc đó anh Độ đang stream anh em hiểu không? Đấy, là cái đêm đó là tôi nhớ là tôi đi ăn cái gì với Trăng Mập á, là đã bị đau bụng hơi ở trong người rồi. Mà lúc đó, à, cái hôm đó là cái hôm đá bóng, đấy. Thì đi đá bóng là anh em biết là uống rượu uống bia vô ăn linh tinh là nó bị tiêu chảy, đúng chưa? Đấy. Rồi xong là về là kiểu là tối là bắn CSGO với anh Độ. Thì anh em biết là không lẽ bây giờ kêu anh Độ ơi, anh chờ em 15 phút để em đi ỉa mà anh Độ đang stream nữa. Đó, anh em có thấy kỳ không? Anh Độ đang stream mà không lẽ kêu anh Độ đợi mười mấy phút thì nó quá là kỳ. Thôi mà tôi mới kiểu là tôi gán tôi ngồi tôi bắn một trận thứ nhất rồi. Mà đến trận thứ hai tôi la thôi anh Độ ơi. Tôi suy nghĩ trong đầu là không lẽ bây giờ kêu anh Độ kiểu là ngừng lại xem cái này, xem clip gì đi, xong đợi tôi 10 đến 15 phút tôi ỉa cái ra cho nó thoải mái chứ. Mà mày kiểu bắn mà lúc mà mấy cái pha clap là cứt nó nhíu ra tới đít rồi đó. Mày chuẩn bị rồi nhưng mà tôi tém tôi nhíu lại nó không có ra. Đó. Xong là anh em biết là hôm đó là kiểu là chơi với anh Độ mà nghe anh em mà lâu lâu là có nghe mấy cái quả gắm ấy. Nó là út. Nhưng mà tôi hứa là tôi với anh em là tôi không có nha, tôi không có đánh gắm à. Lao à, tôi không có đánh gắm mà ông đổi thừa cho tôi rồi. Còn cái việc ai đánh gắm hay không mà tôi không biết. Nhiều khi anh bảy anh em nào trong Discord tôi không biết. Mà tôi nứa với anh em mà tôi đánh đúng có một quả là ra bả luôn đó. Đó thì lúc đó kiểu là anh em biết là bụng mình kiểu bụng yếu mà bụng bị kiểu bị tiêu chảy mà anh em hiểu không? Đấy, bị tiêu chảy. Xong là tôi hơi mắc địch một chút xíu rồi anh em hiểu không? Xong mà tôi cố gắng tôi cho nó to để vô cái mic đi, vô cái mic này xong là tôi kiểu là tôi đổi thừa cho anh Độ ấy. Nhưng mà má mày ra cứt luôn vãi cà thật, đéo hiểu sao. Không phải mà nó ra là dính quần tùm lum tùm le nha, mà nó vừa ra tới cái mem đít thôi là tôi thấy kiểu nóng rồi, cái mùi nó hực lên rồi đi ỉa luôn. À, đi ỉa xong đi rửa đít rồi xong đi rửa tay rồi dục cái quần luôn. Cảm ơn Đặng Văn Hùng nhá. Ôi, làm vlog ẻ nghe vãi. Anh làm vlog ỉa đi. Làm vlog ẻ đang định là anh em biết là định ra hè là cho anh em trong team về quê tôi chơi. Tại vì hôm bữa là định là tháng 3 là về quê tôi chơi. Nhưng mà bây giờ kiểu dịch dũng các thứ rồi mà đâu có đi được, quản lại là ra hè là mới về quê tôi chơi. Thì anh em biết là trong cái vlog mà giới thiệu nhà của tôi là đằng sau có cái cầu cá cha đó. Cái cầu cá cha mà cái cầu mà kiểu mà ỉa mà dưới là vừa gớt cục cứt xuống cái tẩm là dưới cá cha mắc tiêu cục cứt luôn, chưa thấy cục cứt nữa. Đó. Thì định là dụ anh Chip về quê chơi xong là cho anh Chip ra cái cầu cá cha đó ỉa để tôi kiểu tôi cho anh Chip tôi giấu cái quần anh Chip luôn. Đấy. Tôi ra kiểu thì ỉa là kiểu gì là cũng cởi cái quần ra để lần trước anh em hiểu không? Xong tôi chạy lên tôi giấu cái quần luôn. Đó, chơi vậy đó. Đó, trời ơi, chơi giấu quần chú luôn, giấu quần chú lên cây xài luôn. Nguyên cái giường xài đằng sau nhà tôi mà. Đấy, cho chú ngồi đó luôn, chú khỏi vô luôn nè mà. Chơi vậy mới là chơi chứ, trời đất ơi. Chơi vậy mới là chơi chứ, gì cỏ lúa bằng nhau, tào lao à. Quý chú, thương chú mới giỡn chứ chú thôi, chứ không quý không thương không giỡn rồi, đúng chú? Đúng chú? Trời đất ơi, vẫn chơi rồi. Giống như hôm nay mình stream mình chơi gì mới đi. Tí nữa tôi vô, tôi chơi ARK, tôi vô tôi. Mà tôi chơi kiểu anh em biết rồi, cái phong cách tôi chơi game mà tôi không có chơi hát. Tôi vô kiểu là quậy nghịch với chọc anh Chip các thứ rồi tí vô lấy nhà anh, tí vô kiểu vô chi be xong là phá nhà anh Chip nè. Và xong là ăn cắp mấy cái mê tồ, ăn cắp da của anh Chip rồi đó. Đó vậy đó được không? Được không? Được không? Được không? Mãi chơi vậy mới gọi là chơi chứ. Tôi lười chơi hát lắm nè, tôi thích chơi game mà kiểu vui vui à. Nhổ cái cây Ấn Độ á, khùng luôn, nhổ cái cây Ấn Độ xong về miền Tây luôn. Hơi suối tào lao không mà mấy thằng quỷ. Suối tào lao không mà, gì nhổ cây Ấn Độ. Má nó tào lao không mày. Gì chứ kiểu chọc anh Độ tôi không dám chọc anh em à. Mình bứng cái nhà thôi, mình bứng cái nhà anh Độ thôi. À cảm ơn Lạnh nha, cảm ơn em. Nói vậy thôi chứ tôi sao dám phá được anh em. Kiểu là tôi mà gặp mấy cái nhà của anh em là tôi né ra liền. Nó không là kiểu là bị đổi thừa là lấy mấy cái đồ ăn cắp đồ các thứ nữa. Đó giống như hôm bữa. Giống như hôm bữa cũng mấy thằng Phát lúc trước chơi đó, thằng Phát nó bị mất sữa gồng con gì đó đéo biết tự nhiên. Nè chắc chắn là thằng Bô lấy rồi. Ôi trời, tao biết, tao còn chưa biết cái hình thù của sữa gồng nó ra như thế nào. Hên là lúc đó tao hiền á. Chứ giờ mày thử mày đổi thừa tao ăn cắp sữa gồng của tùng béo. Mẹ mày lại lên một bài thay mặt anh em Lạng Sơn Family gửi bài hát này đến chó tên Tùng luôn. Con mẹ à mày, tao còn chưa biết thề.
Tao nhớ là tao lấy có một bình, tao uống thử coi là cái mùi vị nó ra như thế nào. Để tao kết hợp với là TH Chu Miêu, tao làm ra một cái thương hiệu sữa trong game tao bán cho anh em tao kiếm tiền. Mày mày uống có một bình là mày la mất hai bình là tao đéo chịu, phải mày la một bình là tao nhận. À, mà mày phải nó nói một bình đó là tao nhận luôn rồi, nhưng mà nó nói là nó khẳng định là tôi lấy hai bình. Đéo, hai bình đéo phải là tao, hai bình chắc là Nhiếm rồi. Đấy, hai bình sữa gồng là của Nhiếm mà tao đéo biết. Tao lấy đúng một bình thôi. Trời đất ơi, mình chơi dơ, mình lấy mình cũng phải ấy chứ anh em, mình tôi cũng phải nè, cái trong cái hộp đó nha. 10 đến 15 hộp sữa gồng. Đấy. Mười mấy hộp sữa gồng đó mà tôi lấy kiểu đúng một hộp sữa luôn. Đúng một hộp sữa tôi cho con gồng uống, còn dư bao nhiêu mà tôi uống. Mẹ mình nó ra tôi ăn cắp hai bình cay vãi. Tệ. Chơi dơ. Nhưng mà anh em thấy là chơi dơ nhưng mà sạch đúng không? Đấy, chơi ốp hoài biết buồn lắm không anh? Trời đất ơi, tụi mày má buồn lắm. Rồi hôm đó giống như hôm bữa nè anh, hôm bữa là Tài Nguyễn nè. Hôm bữa anh hỏi là hôm đó là lúc kiểu anh cũng đang trầm tính. Kiểu là lúc đó anh đang stress, anh kiểu anh cũng đâu có tươi tươi giống như vậy, anh cũng đang buồn buồn. Kiểu mình stream theo phong cách mà mình buồn ít nói. Xong là anh mới hỏi tụi nó, mấy thằng xem kênh chat hỏi. Ê ví dụ một ngày kiểu tôi không có stream thì mấy ông xem ai? Trời ơi, anh không xem, em xem người khác. Rồi anh nghĩ luôn cũng được. Trời ơi, có cái tồn mà nó buồn á. Trời ơi, bữa nào mà tao không stream nó vui muốn chết. Bữa nào mà tao không stream nó vui muốn chết luôn á, chứ nó buồn lắm. Trời ơi, nó buồn lắm. Trời, mấy thằng này mà buồn cái gì. Trời ơi, cái này mà buồn lắm đó. Không, có thằng gửi mail rồi. Không biết anh bố em thấy dạo này anh lười biếng lắm, anh đưa mẹ cái kênh của anh em livestream cho các bạn xem, anh nghỉ mẹ đi. Đấy. Đó, giống Khánh đây nè, mày thẳng thắn vậy anh chịu Khánh à. Thiếu nhiều người xem đúng không em? Nó. Nhưng mà xem anh thì vẫn ok hơn đúng không? Trời đất ơi, không có, nhưng mà bây giờ giống như là tôi kiểu tôi càng ngày tôi càng lớn với mấy ông mà. Ông thì kiểu là ở đây có một số anh em mà còn tuổi ăn tuổi học, mấy ông chưa có lo gì đâu, nhưng mà đến cái tuổi của tôi nhá, tôi phải lo nhiều thứ lắm. Đấy, nên là nhiều khi là tôi kiểu stress hay là tôi gặp một cái vấn đề gì trong cuộc sống nó không có được vui thì không lẽ tôi lên livestream tôi kể cho mong nghe, đâu có được. Tôi phải đi giải quyết. Đúng không? Anh không stream em buồn thật mà anh Bô, nhưng mà là buồn đi vệ sinh. Má mày nghe Hưng. Mày gọi Batman tới nhà mày bây giờ, mày có tin mà mày tao cho mật vụ ở bên xe qua bắn mày chết không Hưng? Hả? Mày tin không? Mày tin nữa 5 phút nữa là có chiếc mà phản lực F-15 mà thả bom xuống nhà mày không? Con mẹ mày. Tao chơi đừng ngồi nghiêng một chỗ, tao bấm nút thôi là mày chết mày với tao nha mày. Nha mày. Kiểu là trong cuộc sống nhiều khi là tôi gặp một cái vấn đề gì trong cuộc sống đi đúng không? Tôi cần phải đi giải quyết. Tôi phải cần đi xả stress thì anh em thông cảm cho tôi. Tươi lên anh không stream em đâu, xem ai đâu mặt cười. Trời ơi, bà vẫn chơi tôi gì trời. Trời đất ơi. Ê, bà vẫn chơi với tôi gì trời, phải công chúa không là ai phát công chúa vậy? Wow, là công chúa thật. AK chơi ác à? What? À, tính khi nào rước chị chân chưa ạ? Anh em kênh chat muốn tới dự đám cưới anh được không? Anh em kênh chat á, chắc là không đâu. Không, cái này nói thật chứ mà nếu mà đám cưới của anh ấy thì anh chỉ mời người nhà với lại anh em trong team thôi. Nói chung là anh cũng không làm to đâu, tầm 500 mâm thôi. Là anh không có làm to, kiểu làm mâm nhỏ nhỏ gọn gọn trong gia đình là biết là chứng kiến ngày hôm đó là anh với lại chị Trân là có cưới nhau là được rồi. Và quan trọng nhất là anh em trong team refund hiện tại là được rồi. À 50 mâm trời cha. 50 mâm thôi. Nhầm nói nhầm anh em mà thêm một số 0 nữa. 50 mâm. Du lịch cưới vợ mua mẹt đúng bài bô ơi. Ơ kìa, không tiền đâu mà mua mẹt. Tiền đâu mà mua mẹt. Lại nếu mà có mua xe thì chắc là mua Kia Morning rồi. Để buổi sáng là chạy rồi rap, xong rồi buổi tối mình làm stream thôi. Tại vì buổi sáng bây giờ tôi cũng còn rảnh thời gian ấy. Mình ngủ nhiều quá thì nó cũng không tốt, anh em hiểu không? Đấy, xong là buổi sáng là sắp tới vài ngân hàng thêm mớ nữa, mua Kia Morning. Đấy, sáng từ 7 giờ đến 2 giờ chiều chạy rồi rap. Đấy, xong là từ 3 giờ mình về đúng không? Về tới nhà ăn uống tắm rửa, xong là stream cho anh em xem từ 6 rưỡi tới 10 giờ rưỡi là hợp lý vậy. Đấy, xong rồi lúc đó được cái mình quay cái vlog mình chạy rap nữa. Trời, đỉnh. Đỉnh. Ok, chạy rap bình thường mà.
chạy rap tiền không á mấy ông giỡn hoài. Tôi có mấy bạn chạy rap ở trên Sài Gòn nhá, nó làm một tháng nó làm mấy chục triệu á, giỡn chơi rồi. Làm nếu mà nó kiểu mà cày cày nhá, cày cày là một tháng 30 triệu là chuyện bình thường nha. 30 triệu là cả tiền tiền xăng, tiền vốn trong đó luôn nha, thì chắc là cũng lời được 7-8 triệu trong đó là đỉnh rồi còn gì nữa. Bừ 30 triệu là chuyện bình thường á, kiểu làm nhiều á. Sau này em có bồ em cũng mua cho ổng mặc bộ đồ hồng phun cây như hôm anh đi coi phim Mặt Cười. Cảm ơn công chúa nha, cảm ơn em. Không có đâu cái bộ đồ hồng đó. À, bộ đồ hồng đó nhưng mà kiểu giống như nhá, anh là tại vì cái nước da của anh á, sẵn là cái nước da của anh trắng đi đúng không? Đó là anh mặc đồ trắng hay là đồ hồng gì xem nó còn được được chứ. Mà như thằng lòi le mà kiểu mà da nó đen như chó vậy á. Ông da nước da nó đen như vậy thì làm sao mà nó mặc mấy bộ hồng được, nhìn nó kỳ dữ lắm luôn. Đúng không em? Như ngò le kiểu mà da mà nó đen đen á, mặc vô nó nhìn nó kỳ dữ lắm. Công chúa, anh Quang là dạo này là trắng lại rồi đấy. Tại vì anh Quang bây giờ là ở trong nhà không à, trắng lại rồi đấy nha. Anh Quang dạo này hơi bị đẹp trai. Anh Quang ngậm cái gì á, ngậm cái trắng găng ấy, trông đẹp. Bây giờ anh Quang cười trông đẹp vãi. Thì anh Bô, nhớ anh Bô quá. Ai vậy? Nào nhắc này vậy bay, trốn nó chết mẹ luôn rồi, nào nhắc mày vậy? Trời ơi là trời, không hiểu luôn á. Má, mình gặp mày hoài luôn thề. Cảm ơn Đăng nha, cảm ơn anh. À, dạo này anh khỏe lắm Đăng à. Nhờ mày kiểu mày độ trì Facebook của anh bây giờ. Facebook anh thì bình thường nhưng mà thôi Đăng à, cái gì cũng phải từ từ đúng không? Bây giờ mày cứ cho đến sắp tới là gần tới sinh nhật của anh rồi, này là tháng 3 đúng không? Tháng 5 là sinh nhật của anh. Đúng 24 tháng 5 rồi, anh đăng một cái bài post trên Facebook. Anh tự chúc mừng sinh nhật anh, rồi mày muốn làm cái gì cũng được. Hay là mày muốn PR cái gì anh PR giùm cho. Đúng không? Tại vì Facebook của anh thì nhiều khi là anh gọi cho mẹ anh nè, anh nói chuyện công việc với anh em trong team nè, chứ Facebook anh có cái con mẹ gì trong đây đâu. Khi mà dùng mạng xã hội rồi thì không có giữ bí mật gì trong đây hết, chỉ có điện thoại anh nè. Cái điện thoại anh nó có bí mật ở trong đây thôi. Đó, nên là mày gặp anh đi, anh cho mày điện thoại mày vô mày xem bí mật của anh. Chứ trên Facebook rồi, mà cái Facebook này nó bảo mật nó kém lắm. Đó là những cái gì bí mật anh không bao giờ anh để trên Facebook hết, anh để trong đầu anh đây nè. Anh để trong đầu anh đây nè. Tại vì sao? Tại vì anh là IQ cao. Không, IQ cao. Thằng Tân á, thằng Đăng đúng không? Mày chắc IQ tầm 50 thôi, nhưng mà anh hơn mày mấy cái đầu lận á, anh là tầm 500 IQ. Là những cái gì á là anh nhớ trong này nè. Đấy, anh nhớ trong này nè, thấy không? Đó, mình sử dụng cái đầu em hiểu không? Cái kìa cao đàng hoàng bro. Không có. Không có, Trần vậy thôi chứ Trần dễ thương lắm anh em ạ. Trần ít có cọc cằn với tôi lắm. Trần ít có cọc cằn lắm, nhưng mà kiểu mà khi nào mà Trần mà sắc mặt mà thay đổi cái là tự động tôi đi ngủ luôn. Giống như cái hôm mà tôi chọc Trần giận ấy mà buồn cười quá. Lần đầu tiên yêu nhau nhưng mà ít có cãi nhau nữa, Trần giận. Đấy. Xong kiểu tôi nhá, ở đây có anh em này giống tôi không? Mà khi mà không phải gì nhưng mà khi mà kiểu mà không có lúc yêu nhau mà cãi nhau người yêu mình á, người yêu mình lúc nào còn tôi đéo muốn nói gì chân, tôi cũng kiểu là muốn cho nó im đi rồi cho nó xong luôn đi, người yêu mình nói cứ đang hôm tôi cũng kiểu là đang chơi game với anh Jeff nhá, tôi đang chơi game đang lúc đó đang bắn PUBG với anh Jeff xong rồi nói, cảm ơn Khải Trần nha. À quên, mấy ông làm gì có người yêu mà mấy ông biết. Tôi quên, xin lỗi mấy ông nha, xin lỗi mấy ông FA nha. Tôi quên quên, lỗi tôi quên. Tôi đâu có biết mấy ông có người yêu hay không. Mấy ông có người yêu mấy ông mới biết được chứ, chứ mấy ông FA làm đéo gì mấy ông biết được. Đúng không? Mấy ông FA làm gì mấy ông biết được. Ok, thì chúc mấy ông là mau có người yêu thôi để biết được cái cảm giác đó. Đấy, bây giờ giống như tôi là một cái thí nghiệm cho mấy ông đi, đúng không? Sau này mấy ông kiểu yêu rồi, yêu lâu rồi mấy ông vô mấy cái trường hợp đó mấy ông cũng cảm thấy là nó bình thường, đúng chưa? Đúng chưa? Cái gì cái bình thường mà bro? Cái gì cũng biết.